Em xin mến chào toàn thể các bác nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể các bác một cái mẫu máy lọc nước RO 9 cấp lọc của Daikyo nhé. Thì cái mẫu máy lọc nước này thì nó là cái mẫu máy không vỏ tủ các bác nhé. Đấy. Đấy, và hiện tại thì chính sách của bên công ty Đại Việt thì hiện tại đang có một cái chính sách ưu đãi cực kỳ lớn đối với toàn thể quý khách hàng, đó là sẽ giảm chiết khấu 20% trên từng sản phẩm. Đấy thì hiện tại con máy lọc nước này đấy, nó có giá niêm yết là 5 triệu 100 nghìn. Đấy, và sau trừ khi chiết khấu thì nó chỉ còn có hơn 4 triệu một chút thôi các bác nhá. Đấy. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể các bác cái mẫu máy lọc nước này. Thì bác nào mà có nhu cầu về máy lọc nước chính hãng đấy, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy, thì em sẽ giới thiệu sơ qua về cái máy lọc nước này. Thì nó sẽ gồm có 3 cốc lọc thô dưới đây, 1, 2, 3 đây. Đây, đây là loại số 4 này. Loại này là chứa màng RO đấy, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng là 9 cấp lọc nhé. Đấy, sản phẩm này thì toàn bộ phần vỏ nhựa là nhựa nguyên sinh các bác nhé. Bơm là sử dụng bơm của Đài Loan, nguồn cũng của Đài Loan. Đấy, hầu như là linh kiện của Đài Loan và Hàn Quốc. Đấy, màng RO này là màng RO Dow của Mỹ. Nói chung là toàn bộ cái sản phẩm này đều được sử dụng những cái thiết bị đấy, nhập khẩu 100% các bác nhé. Đấy, và lắp ráp tại Việt Nam. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cao cấp của Daikyo. Đấy, sản phẩm được bảo hành 2 năm trên toàn quốc nhé. Đấy. Ngoài ra thì khi các bác mua sản phẩm thì sẽ được hỗ trợ là lắp đặt miễn phí và một bộ quà tặng gồm 3 lõi lọc thô các bác nhé. Đấy. Thì ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy. Sản phẩm chính hãng nhé. Đấy. Có tem bảo hành điện tử đàng hoàng. Đấy. Rồi, cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi clip của em. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua 2 số điện thoại đây. Đấy. Đại lý Trang Huệ. Vâng, em xin chào, cảm ơn toàn thể các bác nhé.